không mọi người, lại là mình Sò đây. Và chúng ta lại quay trở lại với channel của mình vào mỗi video tối thứ tư và chuyên hàng tuần vào lúc 7 giờ tối. Hello mọi người nha. Những họa cụ mà mình sử dụng để vẽ tranh hôm nay thì mình có để trên màn hình. Nếu như mà các bạn cần thì các bạn có thể click vào đường link mình để phía bên dưới mỗi video để mà các bạn có thể tham khảo những cái loại họa cụ mà sử dụng và có thể tìm mua nếu như mà các bạn thích. Ok, để dẫn nhanh vào chủ đề thì hôm trước mình có đọc được đâu đó một cái bài viết về những câu chuyện lại là lượt tương tác và câu chuyện nét vẽ đẹp hay là tô màu đẹp. Cái câu chuyện thật ra nó cũng rất là lâu rồi, từ khi mà mình biết đến cái mạng xã hội và cũng như là biết đến cái cộng đồng vẽ tranh thì nó đã có rất là nhiều cái câu chuyện xung quanh hai cái chủ đề này, thì mình sẽ nói một xíu cho các bạn nghe. Tại vì thật ra mình cũng nghe nhiều phía nhiều bên rồi, cho nên là mình kể lại những câu chuyện này cho các bạn nghe thôi. Hôm nay chúng ta đến với nhau với tâm thế là nghe kể chuyện nha các bạn. Thì đã từ rất lâu rồi, cái câu chuyện mà tạm gọi hai loại khi mà tập vẽ là một loại thì sẽ chăm chú vào phần nét vẽ như là tập luyện anatomy, tập luyện phối cảnh, vẽ bố cục, vẽ cơ thể người, vẽ biểu cảm, vẽ những cái góc, những cái pose dáng nó đỉnh cao. Còn một bên khác thì là tập trung vào phần màu sắc và cách thể hiện màu sắc ở trên tranh. Thì hai bên này đối chọi với nhau, kiểu như là những người mà có cái tranh nó có màu sắc đẹp thì thường hay có lượt red, lượt tương tác cao hơn. Và một số những bạn mà tô màu đẹp á, thì đôi khi là cái nét vẽ của họ chưa có được hoàn thiện. Còn những bạn mà có nét vẽ đẹp á, thì đôi khi họ lại bị blur, tại vì họ chăm chút quá vào cái nét vẽ và họ không để ý đến cái cách lên màu. Đôi khi là cách lên màu của họ nó không có được lòng của nhiều người, cho nên là không có được nhiều người yêu thích lắm. Mình thì mình cảm thấy là câu chuyện mà luyện vẽ cái gì, tập luyện chuyên về nét vẽ hay tập luyện chuyên về màu sắc là một cái quá trình mà thật sự là mình nghĩ là nếu như mà các bạn muốn thành công trên cái con đường vẽ, chinh phục một cái sở thích của mình á, thì các bạn đều phải trải qua. Có nghĩa là các bạn đều phải tập về cả màu sắc lẫn cả đường nét của mình. Mình sẽ trở lại câu chuyện. Nhiều người thì cảm thấy đúng, bởi vì là có những bạn có cái tranh nó có màu sắc đẹp á, nhưng mà anatomy hoặc là một số cái chi tiết đường nét các bạn ấy vẽ chưa có được hài hòa, không hợp lý, hơi phi logic ở trên những cái đường nét các bạn ấy vẽ. Nhưng mà các bạn ấy lại được tương tác cao bởi vì các bạn ấy đã chịu khó lên màu và cũng như là đầu tư về màu sắc hình ảnh và cũng như là học hỏi về những cách tô màu. Còn những bạn mà có nét vẽ đẹp thì lại cảm thấy là tại sao bản thân mình đã cố gắng luyện tập anatomy, bản thân mình đã cố gắng tập luyện trau chuốt cái nét vẽ của mình cho cái nét vẽ của mình đẹp nhưng lại không có nhiều lượt tương tác cao bằng những bạn mà vẽ tranh có màu nhưng mà Anna lại quá sơ sài. Đấy, thì câu chuyện là như vậy. Cái này á, kiểu như là tranh cãi với nhau lâu lắm rồi, cứ lâu lâu lại lôi ra nói với nhau về những cái câu chuyện kiểu tại sao tranh này có cái nét vẽ không đẹp mà nó lại được tương tác cao, hoặc là tại sao tranh này trông nó không có nội dung gì cả mà nó đôi khi nó không liên quan đến vẽ vời nhưng mà lại có lượt tương tác cao chẳng hạn. Rất là nhiều câu hỏi. Với mình thì cái câu chuyện này mình nghĩ là nó sẽ không có hồi kết đâu các bạn ạ, bởi vì cứ lâu lâu nó sẽ lại nổ ra một lần. Mình nghĩ là những bạn nào mà tập luyện nét vẽ thì các bạn hay kiểu bị, đôi khi là các bạn hay bị lơ là trong cái chuyện mà mình lên màu á, và các bạn thường chỉ quá là tập trung vào cái chuyện là chăm chú vào đường nét rồi bố cục rồi anatomy vân vân. Còn những bạn nào mà đã vẽ màu đẹp rồi á thì các bạn lại bỏ quên đi cái câu chuyện là mình nên tập vẽ anatomy đẹp hơn, mình nên tập vẽ dáng người chuẩn hơn, tỷ lệ cơ thể. Đôi khi là các bạn ngủ quên cho chiến thắng của mình và các bạn nghĩ là mình đang làm tốt, mình đang vẽ đẹp và mình không cần phải thay đổi gì cả. Mình á, thì mình là một cái người theo con đường tô màu nhiều hơn là con đường trau chuốt nét vẽ. Cá nhân mình thấy là vậy. Mình không thể nào phủ nhận được chuyện này, tại vì cái nét vẽ của mình đôi khi nó vẫn còn rất là nhiều vấn đề mà mình biết điều đó và mình kiểu như là khắc phục, nhưng mà nó là một cái quá trình dài. Cho nên là mình cũng không thể nào mình ép buộc bản thân mình chú đầu vào để mà luyện tập cái nét vẽ không suốt mãi được, mà mình cần phải tập cả lên màu lẫn tập cả vẽ. Các bạn biết không, mỗi khi mà mình vẽ tranh á, đôi khi là mình chỉ có hứng tô màu thôi mà mình không có hứng vẽ. Còn cái câu chuyện mà mình có hứng để mà mình vẽ, nó lại là một cái câu chuyện mà mình nghĩ là ít khi nào mà mình có. Cá nhân mình là như vậy. Nhưng mà mình cũng không ép buộc được, tại vì mình thấy bản thân mình là một cái người tiến bộ rất là chậm. Thật sự mình phải thừa nhận vậy, mình tiến bộ rất là chậm về cái mặt nét vẽ. Cho nên là cái gì mà mình làm được, cái gì mà mình tiến bộ nhanh thì mình sẽ cố gắng mình phát huy cái đó. Còn cái gì mà mình chưa tốt, chưa làm được, như ví dụ như là cái việc mà mình trau chuốt nét vẽ, thì mình sẽ vẫn cố gắng tập, nhưng mà mình sẽ không có quá theo đuổi nó nhiều, mà mình sẽ từ từ cho nó thời gian để nó có thể làm tốt hơn cái vấn đề này. Có
đôi khi là mình thấy là các bạn đặt nặng cái vấn đề mà vẽ tranh thì phải đúng thô hoặc là màu sắc nó phải bắt mắt thì các bạn mới like, mới có lượt tương tác cao. Mình thấy là không, xã hội bây giờ thì thực sự là nó có một cái loại có được lượt tương tác cao nữa, chính là một cái tranh vẽ có chứa nội dung ở trong đó, có chứa content ở trong đó thì nó sẽ thu hút nhiều người xem và nhiều lượt tương tác hơn. Bạn vẽ tranh đẹp nhưng không có nội dung thì người ta cũng chỉ like vì tranh đó đẹp thôi. Nhưng mà nếu như mà bạn vẽ một bức tranh đẹp mà nó lại còn có nội dung nữa thì đó lại là một câu chuyện khác. Người ta không chỉ khen tranh bạn đẹp mà người ta còn bình luận về cái nội dung bên trong của bức tranh mà bạn truyền tải nữa. Nên quay trở lại cái thời kỳ gọi là vẽ một bức tranh nhưng có ý nghĩa, nó sẽ thu hút người xem hơn nếu như mà các bạn muốn có nhiều lượt tương tác cho tranh của mình hơn. Thì đó là những ý kiến cá nhân của mình, tại vì mình theo dõi những cái bài viết ở trên hội vẽ chẳng hạn thì mình đã dần dần mình rút ra những cái suy nghĩ mà mình đã nói với các bạn hồi nãy đó. Thì video hôm nay đến đây thôi. Chúng ta cùng nói chuyện một chút, mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của nhiều năm trước đến bây giờ vẫn vậy, và mình cũng nói một xíu về cái nhìn của mình. Và nếu như mà các bạn có những cái câu chuyện gì liên quan đến cái vấn đề này, cái chủ đề này, thì các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng ta có thể trao đổi với nhau. Ok, video hôm nay thì cũng chỉ đến đây thôi, và mình sẽ hẹn lại các bạn ở video tiếp theo vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần vào lúc 7 giờ tối nha. Ok, bye bye mọi người, và hẹn lại các bạn ở video sau. Bye bye.